Thưa quý vị, những người khiếm thị trẻ đã và đang nỗ lực vượt lên số phận, chiến thắng số phận. Vai trò xung kích đi đầu của họ trong các hoạt động như học tập, tin học, chuyên môn, ngoại ngữ, rèn luyện sức khỏe, hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, từ lâu đã trở thành động lực thúc đẩy, lôi cuốn nhiều lứa tuổi khác tham gia. Nếu nói âm nhạc dễ dàng xoa dịu nỗi đau, thì điều đó càng đúng với người khiếm thị. Tuy không nhìn rõ từng nốt nhạc, nhưng bàn tay Nguyễn Quý An Dung, một học sinh khiếm thị, vẫn thoăn thoắt trên từng phím đàn và tiếng ca không ngừng cất lên trong trẻo và đầy nghị lực. Đối với Dung thì Dung là một bạn rất là dễ thương, bạn có năng khiếu âm nhạc rất là tốt, nên bạn hát rất là hay, bạn cũng có thích đàn. Gần đây thì bạn cũng có tâm sự là bạn thích đàn tranh, cho nên là cũng có tạo điều kiện để bạn được tham gia lớp học đàn tranh. Hiện An Dung đang học tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền và sinh hoạt nội trú tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng. Để theo kịp chương trình học, Dung đã phải tự học bài sớm hơn các bạn, tuân thủ thời gian biểu nghiêm ngặt, tìm kiếm nhiều phương pháp học mới lạ và hiệu quả để thay đổi trong quá trình học. Dạy Dung là được khoảng 8 năm rồi. Trong quá trình mà học tập và rèn luyện thì Dung là một học sinh rất là chăm ngoan, hiền, lễ phép, vâng lời thầy cô giáo, thường hay giúp đỡ bạn bè và có cái tinh thần là đoàn kết. Suốt 11 năm học, An Dung luôn đạt học sinh giỏi xuất sắc. Bên cạnh đó, em luôn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Năm 2014, Dung đã đạt giải nhất cuộc thi liên hoan đàn piano kỹ thuật số dành cho giáo viên và học sinh tiểu học cấp thành phố, giải nhì cuộc thi tiếng hát người khuyết tật thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất, huy chương vàng chương trình giao lưu nghệ thuật nghị lực và tình thương. Em thấy các thầy cô đã rất là cố gắng để giúp đỡ mình, thì mình phải càng cố gắng để học tập, để không có phụ lòng của những cái người thầy người cô đã tìm mọi cách để cho chúng em học có thể tốt hơn. Em thì ước mơ của em là liên quan tới nhạc. Em rất là thích làm những thứ mà liên quan về âm nhạc, ví dụ như là ca hát. Em muốn được đứng trên sân khấu để đem tiếng hát của em tới tất cả mọi người. Để thực hiện ước mơ của mình, An Dung tự hướng nỗ lực học tốt, chăm chỉ luyện tập và cố gắng lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với những người có hoàn cảnh tương tự, góp phần xây dựng một cộng đồng những người khuyết tật sống có ích, đóng góp giá trị ngày càng nhiều cho xã hội.